Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em bộ sản phẩm, đó chính là buji sấy của Komatsu 4D115. Cái dòng sản phẩm này của Zincon. Zincon là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, được rất là nhiều anh em lái máy cũng như là anh em thợ tin dùng. Mỗi một chiếc buji thì sẽ được đựng trong một vỏ hộp giấy như này để tiện cho quá trình quay thì em đã bỏ ra. Với cái dòng buji sấy của dòng Komatsu này thì nó có rất là nhiều chân, nhưng mà ngày hôm nay em đang giới thiệu tới anh em là cái loại chân gen to đấy ạ. Đây chính là cái buji đánh lửa hay còn gọi là buji sấy của máy nhá anh em nhé. Với cái thông số kỹ thuật của nó là gen của nó sẽ là gen là 18 chứ nó không nhỏ như 14 hoặc là 16 của một số dòng khác anh em nhé. Đó, đây là cái đầu để đánh lửa này, để đầu để sấy đó. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái buji sấy của Komatsu 4D115. Cái mã OM của nó là 6008 gạch ngang 15 gạch ngang 4111, PK gạch ngang 114. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.